Tại sự hút sẵn cơ. Cái này chạy lâu nó nổi tuột. Tuột heo rồi nó rơ. Nó nặng luôn. Ê, lắc cái này giùm mình cái. Ủa rồi nó tuột hết rồi. Tuột heo rồi nó rơ. Nóng quá. Là mở ra làm lại ha. Nhớ này đi lâu không thay đen thui luôn. Trời. Rồi đây là chiếc Swiss xong cho anh em. Rồi sau khi mình làm nồi xong rồi nhờ xoài. Thầy là bộ sắc mới. Ok. Rồi giờ cái này mình lắp vô rồi xong mình sẽ test cho anh em xem nha. Thằng này nó giống quay luôn. Cái thật quan trọng.